Phương Mỹ Chi khiến dân mạng quên sạch bản gốc khi cover hit của Hoàng Thùy Linh. Sẽ ra sao khi cô bé dân ca trổ tài hát nhạc của Hoàng Thùy Linh? Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn so sánh giữa bản gốc của ca khúc Bo Xì Bo với phiên bản cover từ Phương Mỹ Chi cách đây khá lâu. Tuy nhiên, màn cover của Phương Mỹ Chi lại bất ngờ nổi cộng trở lại bởi sau khi nghe xong thì dân mạng không còn nhớ những giai điệu gốc của ca khúc này được thể hiện bởi Hoàng Thùy Linh. Theo đó, nếu bản gốc của Bo Xì Bo có giai điệu sập sình, sôi động cùng những câu hát chơi chữ rất vận điệu thì khi qua tay Phương Mỹ Chi, bản hit này của Hoàng Thùy Linh bỗng trở thành một trích đoạn cải lương khó ai ngờ. Vẫn giữ nguyên ca từ, thế nhưng cách biến tấu theo hướng cải lương của Phương Mỹ Chi đã khiến ai nấy sau khi nghe xong đều quên luôn bản gốc. Tuy nhiên, mặc dù cách hát có phần hơi sai sai, thế nhưng không thể phủ nhận bản cover này của Phương Mỹ Chi càng nghe càng nghiện. Đặc biệt, dù hát cải lương, thế nhưng Phương Mỹ Chi cũng không quên thể hiện bản tính tấu hài của mình khi chêm thêm câu "ye ye" cuối câu hát khiến dân mạng được phen cười sặc sụa trước bản cover độc lạ của nữ ca sĩ. Bo Xì Bo, một track trong album Linh được phát hành trước đó của Hoàng Thùy Linh. Trong số các ca khúc thuộc album thì Bo Xì Bo là ca khúc được đông đảo khán giả dành tình cảm yêu mến nhiều nhất nhì bởi chất nhạc hiện đại cùng phần ca từ mang đậm chất chơi chữ, đánh đố. Cùng với Si Tình thì phần âm nhạc của Bo Xì Bo cũng trở thành một chiếc trend nhảy nhót đình đám được người dùng trong và ngoài nước đua nhau hưởng ứng. 2022 có thể được xem là năm đại thắng của Hoàng Thùy Linh với nhiều dự án âm nhạc thành công. Sau album Hoàng Thùy Linh tiếp tục là một sản phẩm cho thấy sự nhất quán trong con đường âm nhạc của Hoàng Thùy Linh. Đó là sự kết hợp chất liệu dân gian vào âm nhạc đương đại được cô giữ từ Bánh Trôi Nước cho tới thời điểm trở thành một biểu tượng tại V-pop. Nói về Hoàng Thùy Linh, sự nghiệp của nữ ca sĩ được trẻ sang một chương mới khi tự tạo cho mình một lối đi khác biệt. Đầy thách thức đó chính là thổi chất liệu dân gian, truyền thống của Việt Nam vào các sản phẩm của mình. Dòng nhạc dân gian đương đại từng lên đến thời đỉnh cao với những cái tên nổi bật như Trần Tiến, Phó Đức Phương, Nguyễn Vĩnh Tiến, Lê Minh Sơn, để rồi dần tụt dốc và không còn là món ăn phổ biến trên thị trường nhạc Việt. Chỉ đến khi Hoàng Thùy Linh quyết định phải làm đến nơi đến chốn với nguyên liệu, khán giả mới được thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc độc đáo và lôi cuốn. Những sản phẩm âm nhạc đậm màu sắc của Việt Nam được Hoàng Thùy Linh hiện thực hóa vào các tác phẩm của mình như Bánh Trôi Nước, Để Mỹ Nói Cho Mà Nghe, Tứ Phủ, Duyên Âm, hay gần đây là Bo Xì Bo, Si Tình.